Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung thứ hai trong phần thứ hai. Và nội dung thứ hai này chính là những cái kiến thức chủ yếu trong phần thứ hai làm việc với Local Repository. Thì chúng ta sẽ có những cái thao tác như thế nào? Như vậy đầu tiên, chúng ta sẽ quay lại framework của chúng ta một tí. Thì đầu tiên các bạn thấy chúng ta cần khởi tạo ra một cái Local Repository. Trong trường hợp này, tôi sẽ thực hiện như sau. Và như lúc đầu chúng ta phân tích rồi, đối với một repository nó cũng tương đương với một project mà chúng ta đang làm. Có nghĩa rằng trong cái project này nó tương ứng với một folder chứa các mã nguồn mà chúng ta thực hiện. Như vậy trong trường hợp này, chúng ta đa số các bạn đang xem video này thì đều là các bạn lập trình viên theo cái mảng là web và các bạn rất là thường sử dụng những cái mã nguồn của chúng ta và chúng ta đặt nó trong cái folder là htdoc. Như vậy trong trường hợp này thì tôi cũng demo trên cái folder là htdoc này luôn. Thì thực chất chúng ta đặt ở đâu cũng được. Tuy nhiên khi mà chúng ta làm web, chúng ta chạy thông qua phần mềm SAM thì chúng ta phải đặt trong htdoc này. Như vậy thì bây giờ tôi tạo mới một folder. Ví dụ như folder của chúng ta đặt tên là gì cũng được hết. Ví dụ như git one. Rồi, enter và truy cập vào nó. Thì trong cái folder này chúng ta mới tiến hành là đây. Tạo một cái folder có tên là git one. Sau đó git path here ngay tại cái folder này. Git path here có nghĩa là sao? Các bạn lít phải vào trong cái folder này và các bạn thấy khi chúng ta đã cài đặt phần mềm git rồi thì ở menu chuột phải, đây, menu chuột phải của chúng ta sẽ hỗ trợ là git path here. Lít phải chọn git path here. Ở đây thì để cho các bạn dễ theo dõi thì tôi sẽ mở song song hai cửa sổ như sau. Đây là cửa sổ git path của tôi. Rồi tôi cho nó hiển thị ở bên tay phải của chúng ta. Rồi, còn ở bên tay trái là cái folder mà chúng ta đang làm việc. Như vậy lúc này chúng ta đã có đây, git path của chúng ta đang thao tác với folder là git one. Bây giờ chúng ta muốn khởi tạo một local repository. Như vậy trong trường hợp này chúng ta gõ vào đây câu lệnh là git init enter một cái. Thì rõ ràng các bạn thấy sao? Nó báo rằng chúng ta đã khởi tạo thành công một cái read repository và đồng thời khi chúng ta quan sát ở bên cái folder git one này thì một folder có tên là chấm git nó đã được tạo ra. Ở đây cho các bạn dễ theo dõi thì tôi sẽ thu hẹp cửa sổ này lại. Rồi, tôi thu hẹp nó lại. Rồi, ở đây thì tôi sẽ kéo nó ra cho nó lớn lên một tí, chúng ta dễ nhìn. Rồi, chúng ta đã có một folder có tên là chấm git. Thì các bạn còn nhớ khi chúng ta học về cái sự cấu hình á, tôi sẽ quay lại cho các bạn xem. Đây, về vấn đề mà cấu hình git ở lần đầu tiên chúng ta sử dụng thì chúng ta có 3 cấp độ cấu hình. Đâu rồi? Đây, 3 cấp độ cấu hình là cấu hình chung cho toàn bộ người dùng, rồi cấu hình cho một người dùng nào đó, còn bây giờ chúng ta sẽ đến là cấu hình cho một repository. Thì rõ ràng lúc này chúng ta đã tạo ra một repository có tên là git one. Đây, ở trong nó có một folder chấm git thì trong cái folder này sẽ chứa phần cấu hình của cái repository này. Như vậy khi có một folder là chấm git thì chúng ta biết rằng cái folder của chúng ta đang được quản lý thông qua git. Như vậy, đó là bước đầu tiên khởi tạo một local repository. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ tiến hành tạo ra một cái tập tin. Và trước khi chúng ta tạo ra một tập tin á, thì chúng ta sẽ có câu lệnh là git status. Bây giờ tôi sẽ thử gõ vào đây luôn câu lệnh git status cho các bạn xem. Đây, folder của chúng ta còn ở đây là màn hình git path. Bây giờ tôi gõ vào đây git status enter. Ở đây sau khi chúng ta thực hiện câu lệnh là git status thì các bạn thấy không có một cái thông báo lỗi gì hết và ở đây nó hiển thị ra những cái thông tin như là on-prem master gì đó. Rồi initial commit, rồi nothing to commit. Ở đây có nghĩa là sao? Ở đây có nghĩa rằng chưa có cái gì để commit hết. Rõ ràng chúng ta chỉ mới tạo ra một cái local repository và ở trong đây chưa có bất kỳ một tập tin gì cả. Bây giờ tôi sẽ thử tiếp tục tôi tạo mới một tập tin ở đây. Đây cái vùng folder của chúng ta sẽ tiến hành rồi tạo mới một tập tin. Ví dụ chúng ta chỉ cần tạo một tập tin đơn giản thôi, một tập tin test thôi cũng được. Và tôi đặt tên cho nó là README. Ở bên trong tập tin này, tôi sẽ thêm vào một nội dung. Ở đây thì tôi sẽ có, đây là phần mềm Notepad.
Phần mềm này thì chắc bạn nào cũng có hết rồi. Và trong phần mềm này tôi sẽ đưa vào đây một nội dung. Ví dụ như tôi sẽ để là readme 01 và tôi sẽ đóng nó lại. Tiếp tục chúng ta chọn save để lưu nội dung của tập tin này. Rồi, chúng ta có một tập tin là readme txt. Tiếp tục chúng ta sẽ gọi câu lệnh git status, enter một cái. Thì lúc này các bạn thấy thông tin của nó khác với thông tin ban đầu. Ở đây thì không có lỗi gì đâu, bởi vì câu lệnh của chúng ta đã gõ vào chính xác rồi. Và lúc này nó khác ở chỗ có một cái câu thông báo là inject file. Như vậy ở đây có nghĩa là gì? Lúc này các bạn còn nhớ, đối với các tập tin của chúng ta thì nó có các trạng thái, có các vùng. Ví dụ như tôi quay lại đây, các bạn hãy xem lại. Đây là các vùng working directory, rồi steering area, tiếp tục là git directory. Lúc này thì tập tin git.me của chúng ta vừa tạo ra thì nó ở trong cái vùng là working directory. Như vậy thì nó nói rằng đây, nó nói rằng có những cái tập tin chưa được theo dõi, đó là tập tin readme txt. Tại sao? Tại vì tập tin này chúng ta vừa tạo ra nó chỉ nằm trong cái vùng là working directory mà thôi. Như vậy bây giờ chúng ta muốn thêm nó vào trong cái vùng là steering thì chúng ta làm gì? Ngay tại cái trang này nó đã hiển thị ra cái phần gợi ý cho chúng ta rồi. Hãy sử dụng câu lệnh là git add tên của tập tin để thêm nó vào trong cái vùng có thể là commit được. Như vậy ở đây tập tin của chúng ta đang ở cái vùng là working, bây giờ chúng ta chuyển nó sang cái vùng là steering. Như vậy câu lệnh của chúng ta sẽ là, tôi quay lại đây, tiếp tục ở đây sẽ là git add. Ở đây thì tôi sẽ enter xuống cho các bạn dễ nhìn. Nó nằm ở phía dưới hơi khó coi. Lúc này thì tôi sử dụng câu lệnh là clear để chúng ta xóa hết màn hình này. Các bạn thấy chúng ta vừa xóa hết, bây giờ chúng ta sẽ gõ lại. Rồi, git status, câu lệnh vừa rồi thì chúng ta gặp cái trường hợp là cái tập tin này chưa được thêm vào cái vùng là steering. Bây giờ tôi thêm nó, tôi thực hiện câu lệnh là git add tên của tập tin. Git add, tập tin của chúng ta tên là readme. Chúng ta nhớ là gõ cho đúng tên của tập tin. Rồi, phần mở rộng txt, enter. Không có thông báo lỗi gì hết. Tiếp tục git status. Git status, đây là câu lệnh kiểm tra trạng thái của các tập tin ở vùng working hay là vùng steering. Như vậy, enter một cái. Rồi, lúc này các bạn sẽ thấy thông báo lỗi không còn như vừa rồi, mà nó nói rằng những cái tập tin có thể được commit. Đây, có một tập tin tên là readme.txt. Như vậy thì cái tập tin này từ cái vùng là working directory chúng ta đã chuyển nó sang cái vùng là steering area. Và bây giờ từ cái vùng steering chúng ta sẽ đẩy nó lên luôn trên cái thằng là read directory hay là repository. Như vậy làm sao chúng ta có thể đẩy nó lên được? Chúng ta quay lại đây. Có một câu lệnh. Đây chính là câu lệnh commit. Git commit. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa vào đây. Cứ mỗi lần commit thì các bạn lưu ý rằng khi mà chúng ta tạo ra những cái version thì chúng ta cũng phải có những cái câu thông báo, những cái phần ghi chú để biết được lúc đó chúng ta đẩy lên repository với nội dung gì. Như vậy lúc này tôi sẽ đẩy lên là init, khởi tạo ra cái reset. Rồi tôi enter. Và chúng ta nhận được một thông báo là một file thay đổi, rồi một file được insert vào. Bây giờ chúng ta sẽ gõ lại câu lệnh là git status. Thì rõ ràng các bạn thấy không có gì có thể commit được. Working tree là sạch sẽ, không có gì luôn. Như vậy từ một cái tập tin ở working directory, chúng ta biết cách đẩy nó vào trong cái vùng steering area. Và từ steering area chúng ta thực hiện câu lệnh là git commit để đẩy nó vào trong cái vùng là git directory hay là cái vùng repository. Như vậy đây là một cái quy trình đơn giản để chúng ta đẩy một cái tập tin vào trong sự quản lý của git.